Thực ra thì rất là không có dịp để mặc áo bà ba, thì hôm nay là cũng nhân dịp lễ hội thì mình cũng có dịp để mặc chiếc áo bà ba. Thì là áo là đặc trưng của Nam Bộ, thì thật ra là khi mặc áo bà ba giờ mình cảm giác như người mình nó hiền hậu hơn, có gì đó nó chân chất hơn. Vì thế là mình khi tham gia lễ hội này mình cũng rất là phấn khích và cũng rất là đầu tư để được mặc lên chiếc áo bà ba, nhất là màu trắng. Mình cảm giác như là nó một cái vẻ rất là chân chất của phụ nữ Nam Bộ. Thật ra thì mặc ra thì cảm thấy rất là tự hào. Tính lên chiếc xuồng này nè. Cho tập trung vào các khối mảng tôm đã dành sẵn. Để phát động ngày đi bộ vì Bến Tre yêu, đề nghị các trưởng đoàn điều các lực lượng và ban tổ chức xin thông báo. Vậy rất là hào hứng nên là có mai có chuẩn bị sẵn mỗi người một cái, hai cái, ba cái. Vì áo bà ba là cái trang phục đặc trưng của người Nam Bộ mình, nhưng mà thời hiện đại thì mình rất là ít được mặc, cho nên là đây cũng là một cái dịp để mà mọi người có thể diện lại cái trang phục truyền thống này. Khi mặc thì cảm thấy rất là vui và cảm thấy rất là hào hứng. Ví dụ em mình thích tham gia lễ hội dường. Lễ hội dường cũng là một cái tượng trưng cho người dân Bến Tre. Khi mà có cái lễ hội này thì những người con gái nó sẽ được khoác lên mình một bộ áo bà ba và chiếc khăn rằn, và đặc biệt là có nón lá nữa. Bạn thấy cái việc đó nó ý nghĩa như thế nào? Nó thể hiện được cái bản sắc văn hóa dân tộc, nó thể hiện được cái sự mềm mại của người phụ nữ Việt Nam, đặc biệt là hồi xưa. Nó tôn vinh được giá trị của con người, đặc biệt là đối với con người Bến Tre nơi đây. Áo bà ba thì nó cũng thay đổi theo thời gian, tuy là nó có thay đổi nhưng nó vẫn nói về vẻ đẹp của người con gái. Nếu mà mỗi ngày nó thay đổi thì coi như là tượng trưng cho con người ngày càng phát triển hơn, nhưng mà nó vẫn tôn vinh theo cái vẻ truyền thống của nó, con người vẫn quý trọng. Với em thì em vẫn thích cái bộ áo bà ba truyền thống hơn, tại vì nó thể hiện cái sự mềm mại hơn. Nhưng mà đối với những cái áo bà ba mà đã được cách tân rồi á, thì nó thể hiện được cái sự hiện đại hơn của những người phụ nữ hiện giờ. Nó vẫn có những nét mềm mại riêng của họ. Em thấy thực ra là nó nhìn nó rất là truyền thống, vui thiệt. Tụi em đi chụp hình miết em thấy cái này nó khá là có giá trị đối với cái tỉnh Bến Tre mình. Cái bộ quần áo này nè cũng như là một cái truyền thống vậy. Mình mặc thì nó sẽ tôn lên cái vẻ đẹp của người Việt Bến Tre mình. Mình góp phần làm thúc đẩy cái truyền thống văn hóa của Bến Tre, rồi làm đẹp là tôn lên nét đẹp của phụ nữ, rồi cả phụ nữ rồi người dân Bến Tre. Ngoài ra thì em nghĩ là nó làm tôn lên cái sự dân dã với lại cái sự giản dị của mình đó. Người dân Bến Tre đó giờ là giản dị mà, cho nên mặc lên thì nhìn là biết dân Bến Tre liền.